Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi trang truyền hình thành phố Bắc Cạn số tháng 2 năm 2022 phát trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Cạn. Thưa quý vị khán giả, thực hiện đề án mỗi xã phường một sản phẩm, thành phố đang tập trung củng cố nâng cấp các sản phẩm đã được công nhận OCOP và phát triển các sản phẩm mới đăng ký năm 2022. Cụ thể, thành phố Bắc Cạn phấn đấu phát triển thêm 4 sản phẩm mới đạt 3 sao trở lên, một tổ chức kinh tế mới tham gia chương trình OCOP năm 2022. Củng cố nâng cao chất lượng 4 sản phẩm OCOP đã được công nhận, nâng cao chất lượng 1 điểm bán hàng OCOP, củng cố và nâng cao 2 sản phẩm có truy xuất nguồn gốc quy trình sản xuất, gồm sản phẩm Vicomac Nano Cucumin, công ty cổ phần Cucumin Bắc Hà và sản phẩm tinh bột nghệ cao cấp. Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành theo quyết định số 790 ngày 2 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn phê duyệt danh mục sản phẩm hàng hóa chủ lực trọng điểm của tỉnh cần ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2021-2025. Hai sản phẩm sản xuất theo chuỗi giá trị gồm các sản phẩm nấm ăn, nấm dược liệu của hợp tác xã Minh Anh và sản phẩm tinh bột nghệ cao cấp gồm nghệ nếp đen, nghệ nếp đỏ của hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành. Theo kế hoạch, thành phố Bắc Cạn sẽ tổ chức lựa chọn ý tưởng sản phẩm trọng tâm trong tháng 3, tháng 4 năm 2022. Thực hiện đánh giá xếp hạng các sản phẩm xong trước tháng 9 năm 2022 và rà soát đánh giá cấp đổi giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đã hết hạn trong quý 2, quý 4 năm 2022. Tháng 2 năm 2022, thành phố Bắc Cạn đã giao đủ 73 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2022 cho các đơn vị nhận quân. Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố, sau khi hoàn thành các bước công tác tuyển quân từ sơ tuyển, khám tuyển, chốt quân số, hiệp đồng giao nhận quân đến phát lệnh gọi công dân nhập ngũ, ngày sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các xã, phường đã tích cực bám nắm cơ sở, rà soát, nắm chắc quân số, tổ chức kiểm tra lại sức khỏe công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, phối hợp chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà và cấp phát quân trang cho 100% thanh niên trước lúc lên đường bảo vệ Tổ quốc. Thành phố tổ chức lễ giao nhận quân nhanh gọn, trang trọng. Theo chỉ tiêu, năm 2022, thành phố Bắc Cạn có 73 thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị gồm Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu, Lữ đoàn 210 Quân khu 1, Tiểu đoàn 31 Bộ Tham mưu, Quân khu, Công an tỉnh, Bộ Công an. Trong đó, sức khỏe loại 1 có 9 công dân, loại 2 có 30 công dân, loại 3 có 34 công dân và 100% tân binh nhập ngũ năm 2022 đều là đoàn viên. Với công tác chỉ đạo sát sao của thành đoàn, Đảng ủy phường Đức Xuân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027 với 60 đại biểu chính thức. Đây cũng là đơn vị được Ban Thường vụ thành đoàn chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Đức Xuân thực hiện 7 chỉ tiêu lớn đạt và vượt. Cụ thể, tổ chức cho 100% đoàn viên thanh niên được nghiên cứu, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đoàn, chính sách pháp luật của nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh niên. Tăng cường việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kết nạp mới hơn 180 đoàn viên, giới thiệu cho Đảng 64 đoàn viên ưu tú, có 35 đồng chí được kết nạp Đảng, xây dựng và duy trì hiệu quả 4 mô hình và vận động thanh thiếu niên đăng ký tham gia phong trào 30, không thử, không giữ, không sử dụng ma túy. Phối hợp với các đơn vị trên địa bàn thành phố và các ban ngành đoàn thể của phường, thực hiện được 16 công trình và hơn 100 phần việc thanh niên, với tổng giá trị làm lợi hơn 300 triệu đồng. Động viên hơn 300 đoàn viên thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, thăm hỏi tặng quà 46 suất quà trị giá 4,6 triệu đồng cho tân binh lên đường nhập ngũ, hỗ trợ tặng 50 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 10 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi tặng 30 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho gia đình chính sách, người có công. Bên cạnh đó, đoàn phường Đức Xuân còn phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Cạn, giải ngân cho đoàn viên thanh niên vay vốn phát triển kinh tế. Tính đến tháng 12 năm 2021, đoàn phường tham gia quản lý 3 tổ tiết kiệm và vay vốn với 69 hộ vay, dư nợ trên 3,5 tỷ đồng, thuộc 7 chương trình tín dụng, có nhiều đoàn viên thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, đầu tư phát triển kinh tế tại địa phương. Chúng tôi đã ban hành những kế hoạch
công văn thông báo về việc phê duyệt danh sách nhân sự ban chấp hành ban thường vụ chức danh bí thư phó bí thư đoàn phường lần thứ 8 nhiệm kỳ 2022-2027 để ban hành để ban chấp hành đoàn phường khóa 7 tổ chức thực hiện các bước theo quy trình đảm bảo đúng đủ theo những hướng dẫn thực hiện đại hội đoàn các cấp của đoàn cấp trên triển khai xuống. Để đại hội điểm cấp cơ sở diễn ra ngắn gọn, an toàn theo đúng nội dung trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các phương án phòng chống dịch được chuẩn bị chú đáo. Đại hội thường xuyên thăm nắm tình hình của các đại biểu. Trường hợp đại biểu nào không đảm bảo đủ điều kiện tham dự hoặc đột xuất phải cách ly tập trung, sẽ có đại biểu dự khuyết thay thế. Đồng thời, các đại biểu chủ động tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách. Trên tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, các đại biểu tham gia bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí và bầu ra đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, đồng chí Lê Thanh Phương, bí thư đoàn phường khóa 7 tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ bí thư đoàn phường khóa 8, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong thời gian tới, bản thân tôi cùng với ban chấp hành sẽ phấn đấu cố gắng hoàn thành tốt những cái chỉ tiêu mà đại hội đã đề ra. Trong 10 chỉ tiêu trọng tâm thì đoàn phường sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt những chỉ tiêu về các phong trào, xây dựng các phong trào tình nguyện, phát huy được sức trẻ, tinh xung kích tình nguyện của thanh niên trong tất cả mọi lĩnh vực. Đại hội hoàn thành các mục tiêu đề ra, văn kiện đại hội đã đánh giá đầy đủ kết quả các hoạt động, chương trình phong trào lớn của đoàn phường đạt được, bám sát vào sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, phù hợp với tình hình địa phương, xây dựng chỉ tiêu và giải pháp cụ thể thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, mạnh dạn đưa vào các chỉ tiêu cụ thể mà đoàn phường có thể đảm nhận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhân sự ban chấp hành khóa mới đáp ứng yêu cầu kế thừa phát triển, đồng thời đảm bảo sự ổn định đội ngũ cán bộ chủ chốt trong nhiệm kỳ mới, bảo đảm tuổi bình quân của ban chấp hành khóa 8 không quá 29 tuổi, tập thể ban chấp hành có năng lực uy tín, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động. Đến thời điểm này, Đại hội đoàn phường Đức Xuân cơ bản đã hoàn thành các nội dung đề ra và đã thành công tốt đẹp. Thì Đại hội đoàn phường Đức Xuân cũng là cái tiền đề để chúng tôi tiếp tục chỉ đạo tổ chức các cơ sở đoàn còn lại tổ chức thực hiện đại hội đoàn để nhằm tiến tới đại hội đoàn của thành phố khóa 7 nhiệm kỳ 2022-2027. Và năm nay thì thành phố Bắc Cạn, đoàn thanh niên cũng được tỉnh đoàn lựa chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh đoàn. Với tinh thần tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, Đại hội phường Đức Xuân lần thứ 7 kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh thiếu nhi trong toàn phường không ngừng phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương anh hùng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy vai trò tiên phong, tình nguyện phấn đấu xây dựng tổ chức đoàn, hội, đội ngày càng vững mạnh. Ngay sau khi đại hội điểm kết thúc, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cho các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt trên địa bàn thành phố. Qua thảo luận nhanh, đánh giá sâu những mặt đạt được và chỉ ra những nội dung cần hoàn thiện, bổ sung từ đại hội điểm, để các đoàn cơ sở tiếp tục xây dựng văn kiện đại hội, xây dựng đề án nhân sự và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức thành công đại hội đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027, hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2022. Quý vị khán giả vừa xem xong trang truyền hình thành phố Bắc Cạn phát trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.